Để giải thích kết quả thí nghiệm, hai nhà khoa học đã đưa ra mô hình cơ chế điều hòa hoạt động của hệ thống lacto ở vi khuẩn E. coli. Hệ thống này chính là operon lac. Các bạn cùng xem cấu trúc của một operon lac nhé. Operon lac là gồm từ cái chữ P này nè, rồi tới chữ O nè, rồi tới lacZ, lacY, lacA. P này là cái gì vậy ha? P này là một cái vùng gọi là promoter, là nơi để gắn với enzyme phiên mã, enzyme RNA polymerase. O là vùng operator, là nơi để liên kết với protein điều hòa. Tiếp đến là đến lacZ, lacY, lacA là những gen cấu trúc mã hóa cho các enzyme mà giúp vi khuẩn chuyển hóa sử dụng lacto. Phía đằng trước của operon lac ta có gen điều hòa. Lưu ý với các bạn là gen điều hòa là nằm trước operon chứ không thuộc operon. Nhưng mà gen điều hòa tổng hợp nên một protein gọi là protein điều hòa. Cái protein điều hòa này nó gắn rất là vừa vặn với cái vùng operator. Vậy nên khi enzyme phiên mã RNA polymerase trượt theo đúng chiều trượt của enzyme thì bị gặp một cái vật cản không thể trượt ngang qua các gen lacZ, lacY, lacA. Vậy dẫn đến là các cái gen lacZ, lacY, lacA không phiên mã được thì sẽ không dịch mã được, hay ta gọi là các gen cấu trúc không biểu hiện. Khi mà môi trường có đường lacto thì đường lacto sẽ chuyển hóa thành một chất có tên là enolactol. Enolactol sẽ gắn vô protein điều hòa, làm protein điều hòa thay đổi hình dạng. Các bạn nhìn rõ thay đổi hình dạng ha. Khi thay đổi hình dạng thì protein điều hòa không thể gắn vô cái vùng operator được nữa. Vậy dẫn đến vùng operator này trống trải, RNA polymerase dễ dàng trượt ngang, đi ngang lacZ, lacY, lacA, đi tới đâu thì phiên mã tới đó, tạo thành một phân tử mRNA. Nhưng mà cái mRNA này lại chứa một lúc cả ba cái trình tự để tổng hợp nên ba protein, bao gồm protein Z, protein Y, protein A. Nó chính là các cái enzyme dùng để phân giải đường lacto. Hay nói cách khác là khi có đường lacto thì trong tế bào sẽ xuất hiện những cái enzyme phân giải đường lacto. Enzyme này tăng nồng độ lên một cách nhanh chóng. Và nếu như Jacob và Mono dùng những amino acid đã đánh dấu phóng xạ để bỏ vào môi trường nuôi cấy E. coli thì những enzyme được tổng hợp này chính là những enzyme đã được lắp ghép từ những cái amino acid đã đánh dấu phóng xạ.